tiền lương dạy học tháng này của em cung cấp à? Chị ta ra đây bất thình lình thì em... Anh chắc vợ anh đi tắm một tiếng cơ. Thế còn được. Anh có thể cái máy sấy nhà mình đâu không? Em tìm mãi không được. Cái máy sấy á? À, cô Kiều Anh, hôm nay cô sang sớm ấy, đợi tôi một xíu nhá. À, em sang được một lúc rồi nhưng mà thấy là anh Phúc bảo em tắm, nên em ngồi đây đợi. À, cái máy sấy của em hình như... Thế cô đợi tôi thấy tắt một xíu thôi nhá, không lâu đâu. À, vâng, chị cứ làm cho xong việc đi, em đợi mà. Này, anh cho em này. Sao ít thế này? Nhiều đây còn trả đủ cho em mua cái son này. Còn chưa kể, dạy con vợ anh mệt mà xù ra ấy. Thế mà bò cho mỗi 1 triệu, khiếp. Thôi, em đừng dỗi nữa. Lần sau anh hứa sẽ cho em gấp 2, gấp 3 lần. Tại vì đợt này anh chỉ có như thế thôi. Nên là thôi, em cộng tạm nhé. Lần này em tha cho đấy. Lần sau á, mà có mỗi một con số 1 như thế là chia tay luôn đấy. Thôi được rồi, nhá. Lần sau anh hứa. Anh đây. Anh làm gì mà đứng ngoài này mãi thế? À, anh đang muốn hít thở không khí ngoài này một chút. Thế điều hòa trong nhà hỏng hay sao mà anh không bật lên về ở ngoài này? À không, có hỏng đâu. À, thôi mày, mình vào nhà đi. Mà này, anh có chuyện gì với cô giáo Kiều Anh hay sao mà hay nói chuyện riêng thế? À đâu, có gì đâu. À, chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà. Đi vào đi. Con á, số tiền ban nãy anh đưa cho cô giáo Kiều Anh là sao? Tiền gì? À, tiền lương thôi mà. Mà sao em cứ nhìn anh như kiểu là anh làm điều gì có lỗi với em ấy. Nhưng mà đã hết tháng đâu mà anh đã đưa tiền lương rồi. Thì anh cứ đưa thôi. Mà này, em bỏ kiểu đi nhá. Cứ suy nghĩ linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn xong rồi đặt điều nói với anh. Thôi anh đi vào nghỉ đi. Ai nói gì mà anh phải đặt điều? Em không thích anh thương vợ anh thương em đâu. Lần nào dạy học cho chị ta ấy, cũng thấy chị ta khoe là được chồng mua cho trang sức kim cương này, xong rồi cho tiền đi spa làm đẹp các kiểu. Anh chỉ lo cho bà vợ già ở nhà thôi, chả thấy lo gì cho tôi cả. Đã thế, chia tay đi. Ờ, này. Em có nhớ nhầm không? Chứ từ lúc anh quen em đến giờ ấy, anh chưa mua gì để tặng hay cho Lệ luôn ấy. Anh toàn tâm toàn ý yêu một mình em thôi. Con Lệ có bồ nhiêu không? Đúng rồi, chỉ có như vậy ấy, thì nó mới được người khác tặng quà cho nó như thế. À, hóa ra là nó có bồ nhí bên ngoài à? Đúng rồi. Ủa, thế á? Nếu mà như thế thì anh phải nhanh tay hơn chị ta, đâm đơn ly hôn trước đi. Anh không biết là thà làm kẻ đi cắm sừng còn hơn là chịu nhục bị đứa khác cắm sừng à? Tối nay về nhất quyết lại sẽ ly hôn với cô ta. Anh sáng suốt hơn rồi đấy. Đợi em lát để em lấy nước cho anh nhá. Cô giỏi lắm. Alo. Cái gì cơ? Mày thằng nào đấy? Mày thằng nào? Anh. À, anh lên cơn điên gì đấy? Điên à? Đúng rồi. Tôi lên cơn điên rồi. Thằng bồ của cô vừa mới gọi điện cho cô, gọi cô đi nhà nghỉ. Từ trước đến nay, tôi chăm sóc cô có bao giờ để cô thiếu thốn cái gì không? Thế mà cô dám lừa dối tôi à? Cô đối xử với tôi như thế à? Tôi thế nhỉ?
tôi bỏ vợ tôi để theo cô. Thế mà bây giờ cô đối xử với tôi như này à? Hả? Ai bảo anh ngu? Anh Phúc này, để tôi nói cho anh hiểu. Anh với tôi ấy, cũng như nhau cả thôi. Anh chả có quyền gì đánh tôi cả. Và anh cũng chẳng là cái thá gì trong mắt con Kiều Anh. Cái loại đàn ông đã có vợ thì hoàn tình. Tôi nói nhá, chỉ con nó ngu thì nó mới chịu ủ chân một đoạn thôi. Cô muốn ly hôn, anh thấy thế nào? Khi mà tôi biết Kiều Anh có người yêu ấy, thì tôi rất an tâm. Nhưng mà không ngờ người yêu của Kiều Anh lại chính là chồng của khi mà hai người nói chuyện ở ngoài cửa là tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi gọi điện cho trung tâm để hỏi nhà của Kiều Anh, nhưng mà họ bảo ấy, Kiều Anh không phải là giáo viên của họ, nên tôi đã đi theo anh đến tận nhà Kiều Anh. Nếu như mà không có tôi ấy, chắc anh đã không có khả năng để ngồi đây rồi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng mà không thể nào mà bỏ qua được chuyện này. Nhưng mà cũng không thể bỏ mặc anh cơ cực như thế này được. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ thuê y tá để chăm sóc anh, cũng như là chi trả tiền thuốc thang trong khoảng thời gian nghỉ viện. Đến khi nào mà anh tự lo được cho bản thân thì thôi. Chỉ có như thế thì mới xoa dịu được nỗi đau mà anh mang lại cho tôi. Từ giờ chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Tôi nghĩ từng đấy để trả lại ơn nghĩa của hai vợ chồng bao nhiêu năm nay rồi. Y tá sắp đến rồi đấy.